Ông phải mang dã man cho mọi người. Đi rồi. Hả? Ui, ê. Phun nọc đấy. À, phun này. Đi rồi. Tôi bảo ở bên dưới kia mà. Tôi bảo ở bên dưới mà. Bên dưới gần cái khu đường mà nhà dưới này mà. Không biết được. Ô tài gì? Viên ơi! Dưới à? Ui giời! Dưới đây à? Tóm được à? Đây một cái ông ấy đang cắt gỗ này. Về rồi. Về rồi á? Hẹn là một tao chạy từ trên kia lại xuống. Xong rồi. Tình cờ mấy ông cắt gỗ ông bảo là thiếu con rắn. Thế là chó mày anh Sướng lùng sục một lúc. Thế là bắt được con này đấy. Anh Sướng đâu? Anh Sướng mày lấy túi rồi. Anh Tuyên chưa có túi đâu. Anh Tuyên đâu? Dạ. Anh Tuyên đi đâu ấy? Ui à. Kéo ngoài này không? Ui à. Ui à, mẹ to này á. Giả cháy gì? Lớp giả lắm. Chứ thả ra nhá. Ừ, thả ra mất rồi. Để cho nó luôn theo đầu này cho nó đỡ xuống rồi. Ui, con này nó dữ lắm đó. Dạ, cái bánh không kìa. Con này dữ lắm, không cộng. Chỉ động của nó bành kinh. Dã man nhỉ. Anh Sướng vào đây túi mà. Chết mà không tưởng bọn mày không phải ở đây. Chắc cả anh Tuyên nữa hay sao? Ui, to gớm. Ai da. Ôi giời ơi. Người ta bảo còn mấy con nữa mà. Mấy con nữa cơ. Nó chạy. Ui giời ơi. Nó chạy nó tụng. Ui giời. Dã man này. Ui giời. Sao nó bành bằng con này ghê lắm. Vừa tí cắn anh Sướng mà. Tí cắn quá. Tí cắn. Ôi giời ơi. Hòa bắt nó tí cắn. Dã man còn. Mà con đằng sau cái bành sau nó hồng kìa. Ôi giời ơi. Dã man cho mọi người. Ui giời. Hả? Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé.
Ui ơi. Phun nọc đấy. À phun nọc. Đi ra. Em ăn đi. Cái đu đu néo luôn nhá. Con này già nhỉ. Còn đã chơi phát nữa. Yeah. Cam rồi. Đúng. Ai dạ. Ai dạ. Đã chơi rồi cam đây. Chín rồi. Rồi. Còn như như người. Ui. Hai. Được tiếp chưa? Con này quá. Sướng này lên. Nắm rồi. Dễ sướng sao? Mọi người nói nha. Nói đi. Túi. Ủa. Mẹ mày đi đéo đâu ấy? Em bên túi rồi. Ừ. Đây gặp mấy ông cắt gỗ đây. Mấy ông gọi ở đây luôn. Đây gọi là anh xuống đi, chạy xuống dưới này, chẳng nhìn thấy đâu. Mẹ bóng loáng này. Đấy. 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 Già còn già thánh. Thì cắn anh xuống mà. Yeah. Quả đã em nhảy xuống nhỉ? Vừa cầm chứ nó bằng. Con này với em cầm nó dữ lắm. Thế bảo Việt nó cầm cho nhân dân nó cái cỏ này, cho nó giúp tới. Phải ăn được cái đầu của nó kìa. Thấy đấy. Chưa? À. Khiếp luôn. Đầu nó quá khủng khiếp luôn rồi. Khiếp luôn. Đấy, nhìn chưa? Còn ăn lớn nữa. Quả lưỡi là quả mang của nó không được anh. Ừ. Lúc anh vào mấy ông ý mà bảo là còn mấy con lưỡi cơ mà. Hả? Lúc anh vào là mấy ông ý đi về ấy. Là mấy ông ý bảo là còn mấy con lưỡi cơ mà. Đôi cân, đẹp giá cháy mọi người ạ. Kinh. Bánh đen ấy. Mấy ông kia đâu? Hả? Mấy ông đi về rồi. Ông anh về cá là mấy ông đi về luôn. Úi giời. Xe hộ ông ý mà. Úi giời. Đấy, cầm. Úi giời. À, nó vẫn còn đớp túi à? Đớp vào túi. Đớp luôn. Ừ, nó ở chỗ nào? Dạ. Nó mấy ông bảo là nó chạy lung tung ở chỗ này này. Bảo ngay đây thôi đi. Kiểm tra hộ để mai rồi mấy ông đi làm chứ bây giờ. Các ông đi sợ các ông về hết rồi. Lúc anh Sướng và mấy ông đi về hết rồi. Anh vào trường 2 phút, mấy ông đi về. Ôi, đây mà. Vui vẻ. À, cắt cả nhãn lên đấy này. Cắt hết nhỉ. Lòng não, lòng não. Đúng rồi. Lòng não hay cái cây gió nhỉ. Đợt đó nó đã đào cây hồng chiêm đây rồi mà. Ôi, cắt hết nhãn rồi. Này. Này như cắt trộn thế. Bán. Bán à. Em xin đi đâu? Mày đâu? Lôi mấy cái cây ra xả. Rồi đây anh ơi. Đó. Trên nóc này. À. Ôi trời ơi, con này to nữa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, con này nằm bắt luôn thế này à. Đấy cơ. Đầu à. Ui giời. Này này. Này, con này. Khủng khiếp chưa. Ôi thế thằng Việt mà không bảo. Mày nhớ mấy cái tóc con kia mà luôn nhỉ. Đã nhỉ, nó ngừ. Đấy. Đấy, con này bắt nó rơi thôi. Ui giời. Ông bóng. Ừ, nào cắt kéo đây luôn nhỉ. Cắt kéo đây. Đấy. Quá tuyệt vời. Ủa chưa? Này to hơn con đợt trước anh nhỉ. Nhưng mà mấy ông cắt gỗ không phải cắt thì nó phì cho nhỉ. Chắn là nó gỗ ổ ở sau. À đi lên trên nó. Ui ạ. Ý. Cái gì vậy mọi người? Để ý đằng sau em. Đang kéo lên trên. À, cái đuôi, ô đuôi ngắt trốn tạ. Đi ra sau nào. Lên trên đâu rồi? Con lối, trèo lên đâu. Đây à? Người bóng lừ luôn. Chưa đây. Đâu? Đấy. Đi ở cái mép đây thôi. Đang đi xuống đấy. Úi giời. Đúng không? Ui, 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 đây này nè. Con lại vào trong rồi. Đây này. Đây. Xong rồi. Đâu có ngách nè. Dạ mày. Đây, đang xuống dưới. Đây này. Không phải ướt. Không kêu đâu. Thấy không? Vào rồi. Đây, ngay ngay. Nó chuột xuống đấy. Cứ thế này, chạy ra. Ui, cái đầu này. Đấy, anh đập đuôi cho nó ra mẹ đi.
Ôi. Xuống phía dưới rồi. Xuống bên dưới à? Ở bên trong. Xuống cái sạc hồ ngay dưới chân mày kìa. Sạc hồ ấy. Đây nó quay đây này. Đây này. Đây, em thấy cái đầu đây. Khiếp đúng không? Đây, cái đầu đây. Tuyệt vời. Ở đây to đấy. À, để móc cho em. Nhìn nhé. Nó luồn lách. Luồn lách khắp luôn. Đấy. Cầm để em đập cái chỗ này. Ôi, nào xuống ấy. Ui, nào xuống đây rồi. Ui rồi. Chạy vẹo để lại theo cái vò đấy rồi. Rồi túm được. Lên vẹo cao lên đâu. Ôi giời. Đưa đưa móc. Móc móc móc. Ui giời. Ui giời. Thả nhá. Hả? Thả lên. Ôi giời. Rồi ôi. Ăn luôn. Biển trũi. Ui vẹo này đúng to hơn cả con vừa rồi đúng không? Ui giời nó mỏng này. Người nó mỏng dính ấy. Mua. Con này to anh à. Ui giời. Ui giời vào đấy. Ăn chưa? Chụi lui. Dạ mà. Em kít em kít luôn. Phải rồi còn ánh nắng còn lên lên nữa nhỉ. Ánh nắng. Ánh nắng luôn, đẹp lư. Ui giời cái bành à. Cái bành nó mỏng dính ấy. Người nó bè hẳn ra mà. Lấy cái túi đi, lấy cái túi ra ra bên này đi. Ôi à. Ui giời. Bành đẹp nhá. Ui giời ơi, bắt đầu con phình ra. Ây à, đớp ấy. Này à, đớp luôn. Đớp luôn. Có cái gì. Đớp chơi luôn. Con đá phọt ra đây này. Đây nhé. Đây nhé, hai vết răng, hai giọt nọc. Đừng có đùa à. Đẹp chuỗi. Cầm nó túi ra đi. Được. Em ra cho vào xong rồi xem xung quanh thôi. Đây là được hai em rồi. Kiểm tra xung quanh đi. Cẩn nhé. Rồi, cái xanh là nó rất là... Còn cái xanh là đừng đập vào, không may vào, đập răng lắm. Đấy, cầm chắc vào. Cùng vừa đấy. Đập xuống. Rồi. Lúc vào thì anh kiểm tra quanh quanh như này. Giỏm có cây này. Chứ cả. Đây có cái giỏm có cây ác rồi. Cây ác ấy. Ừ. Mọi người, đây, anh em mình sẽ đi kiểm tra quanh quanh như này xem. Xem còn phát hiện được con nào. Vì cô Việt có bảo là mấy chú ấy bảo là mấy con thì cơ. Kiểm tra quanh quanh, tản ra quanh quanh, thì nếu còn có phát hiện được con nào thì lại quay tiếp cho người xem nhé.